cầu Phật Phật độ mệnh, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, đúng tháng 10 âm lịch 2024, hưởng lộc trời cho, rủ sạch tai ương, thoát kiếp bần hàn, tiền giang chất đống, cuộc sống giàu sang phú quý nếu biết trước được điều này. Tổng quan về tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Theo lịch âm, năm 1968 là năm Mậu Thân, năm con khỉ. Tuổi con khỉ tính theo năm sinh dương lịch, từ ngày 29 tháng 1 năm 1968 đến ngày 15 tháng 2 năm 1968. Khỉ là động vật thông minh, lanh lẹ trong 12 con giáp, nên những người tuổi khỉ thường rất tài giỏi, nhanh nhẹ, giàu lòng vị tha và giúp đỡ người khác. Sự thông minh, khiếu hài hước là điểm đặc trưng của khỉ, nhưng thực tế, chính họ gặp rắc rối trong việc thể hiện những phẩm chất tốt của mình. Là người thông sáng, khôn ngoan, đa tài đa nghệ, ham học hỏi, nhưng mau chán, cả về công việc cũng như ham muốn, nên đường đời có nhiều đổi thay. Ngoài trừ người sinh vào ban đêm của hai mùa thu đông, được hưởng nhiều phúc lộc, tránh được sóng gió của biển đời. Nghịch sinh phải vất vả thăng trầm, tha phương lập nghiệp, tiền bạc không thiếu, nhưng nặng nợ về tình duyên, có người thất vọng, muốn nương thân vào tôn giáo. Tuổi Mậu Thân, thiên can mang chữ Mậu, có các sao Tham Lang, Thái Âm, Hữu Bật, Thiên Cơ và Tứ Quá, là người có óc cầu tiến, nhiều tham vọng, thích hợp với các ngành nghề có tính chất vui chơi, giải trí và giỏi về thực hành hơn lý thuyết. Mậu Thân, sinh năm 1968, là người khôn ngoan, tài trí, gan dạ, nhưng lại hay nôn nóng, nên sự thành công và thất bại đều dễ xảy ra trên đường đời. Dù sao, Mậu Thân 1968 cũng là người đa tài, đa nghệ, có tinh thần cầu tiến, nên sẵn sàng vượt qua khó khăn để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Nếu sớm khắc phục khuyết điểm, phát huy tính cần cù, chuyên nhất, Mậu Thân cũng sẽ có chỗ đứng tốt trong xã hội. Tuổi Mậu Thân được sinh vào ban đêm của hai mùa thu đông, sẽ hưởng nhiều phúc lộc, tránh được những thăng trầm sóng gió của biển đời. Giờ đây đang đi vào trung vận, là thời gian có thể tạo công danh, có nhiều thành tựu. Từ giai đoạn này, nếu chú tâm vào công việc, giữ lòng thủy chung trong tình cảm, sự nghiệp sẽ dễ phát triển và ngày càng phú túc. Người tuổi Mậu Thân đa phần có tuổi thơ gặp nhiều vất vả, nhưng đến trung vận thì có nhiều may mắn, đạt được thành công ở mức khá, đến hậu vận vẫn sống yên ổn, dù vẫn tồn tại một vài vấn đề cần suy nghĩ. Sự nghiệp của bản mệnh Mậu Thân vững chắc ở vào độ tuổi 40 trở đi, tiền bạc tương đối dư dả, có của ăn của để. Hôn nhân của phụ nữ tuổi này khá ổn định, đa phần gia đình hòa hợp, vợ chồng dù mâu thuẫn với nhau nhưng vẫn có thể hòa giải. Nếu chọn được người có tuổi phù hợp thì đôi bên có thể giúp đỡ lẫn nhau trong chuyện làm ăn, công danh, khiến mọi việc thuận buồm xuôi gió. Và sau đây, ta cùng đi vào tổng quan về vận trình tháng 10 âm lịch của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Tử vi tháng 10 năm 2024, tuổi Mậu Thân âm lịch cho biết, tháng mới mang tới nhiều may mắn hơn cho người tuổi Mậu Thân. Vận khí tăng tiến đều đều, trạng thái tinh thần của bạn cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ, thêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của mình. Tháng mới mang tới nhiều may mắn hơn cho người tuổi Mậu Thân, vận khí tăng tiến đều đều, trạng thái tinh thần của bạn cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ, thêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của mình. Tử vi tháng tuổi Mậu Thân âm lịch cho thấy, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh và sao tả phù nâng nở, công việc của bản mệnh đã khá hơn, một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc gian dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, được người có kinh nghiệm giúp đỡ, nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Nguồn thu nhập trong tháng mới của Mậu Thân cũng được dự báo nhiều sự cải thiện, thậm chí nhờ có thực thần soi rọi mà nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Có khá nhiều người đã giúp đỡ và có đóng góp vào thành công của bản mệnh, nên đừng quên cảm ơn những người đã kề vai sát cánh với mình nhé. Trong tháng, đường tình duyên của con giáp này không có gì đáng ngại, vì bạn biết cách cân đối thời gian hợp lý để không phải phân vân lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Có nhiều cơ hội để người độc thân gặp gỡ, kết thân với đối tượng khác giới. Có điều, kỵ nhất là thái độ mập mờ, không dứt khoát, hay đứng núi này trông núi nọ, rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Vận sức khỏe bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao thì cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi,
uể oải, tuổi Mậu Thân nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố quá khiến bản thân quá tải. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Mậu Thân thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe. Cụ thể về các phương diện chính như sau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi 12 con giáp tháng 10 âm lịch năm 2024 cho thấy tháng mới mang tới cho người tuổi Mậu Thân nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình trong sự nghiệp. Tất cả là nhờ có lục hợp nâng đỡ, có thể sẽ có một chút biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công, các kế hoạch, dự định đều được tiến hành trôi chảy. Bạn cũng tìm ra được những phương pháp mới, hướng đi mới, phục vụ rất nhiều cho sự nghiệp ở thời điểm hiện tại. Tinh thần làm việc được củng cố, giúp bản mệnh có những suy nghĩ tích cực, hành sự thêm phần xông xáo và mạnh dạn, nhưng cũng không kém phần thận trọng. Thành quả thu được chính là động lực cho bạn tiếp tục phấn đấu. Chính vì có định hướng công việc rõ ràng, bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức khi đi đúng đường, không còn quá mông lung. Tuy nhiên, khi bắt đầu một hạng mục mới, bạn vẫn nên có thời gian xem xét, tính toán đường đi nước bước cụ thể, đừng hấp tấp vội vàng mà phạm sai lầm. Con giáp này có thể tự thực hiện ước mơ của mình rồi đấy, đừng bỏ rơi ước mơ và tham vọng của mình khi mọi thứ đang ở trong tầm tay. Vận quý nhân trong tháng dượng, nhân đà này, bạn có thể tiến hành việc lớn, nhân duyên tốt đẹp, thúc đẩy công việc thuận lợi hơn. Mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn chạm tay tới mục tiêu. Lưu ý, tháng này nguyệt lệnh lâm tử ở Mậu Thân, báo hiệu vận trình vẫn còn bất ổn, thậm chí có chiều hướng giảm dần quá trình tiến hành công việc, có thể vẫn gặp trở ngại nếu thiếu sự cẩn thận. Làm gì cũng nên làm từng bước một, chậm nhưng chắc, cơ hội gặt hái thành quả tốt vẫn nhiều, bạn không phải quá lo lắng hay bi quan. Về phương diện tài lộc, tài lộc của tuổi Mậu Thân trong tháng 10 âm lịch này được đánh giá khá hanh thông. Sự xuất hiện của tài tinh chính tài cho thấy thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Tháng này, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được, nguồn thu tăng lên đều đều. Tuy nhiên, tiền bạc có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra. Người làm công ăn lương, công việc tiến triển tốt, thu nhập ổn định, mưu sự trong tháng dễ thành, đồng nghĩa sẽ có cơ hội tăng lương, bản mệnh có thể chủ động đề xuất, hoặc người may mắn hơn sẽ được cấp trên chủ động đề xuất. Đây cũng là phần thưởng để động viên, khích lệ tinh thần làm việc hăng say của con giáp này trong suốt thời gian vừa qua. Một số người còn có thêm khoản thu từ nghề tay trái, nhưng lưu ý, cần cất nhắc điều gì quan trọng hơn, đừng mãi mê làm việc phụ mà bỏ bê công việc chính, kẻo khó có thể chu toàn cả hai bên. Người làm kinh doanh cũng có một tháng tất bật, nhưng lợi nhuận thu về xứng đáng, lục hợp quý nhân sẽ giúp bạn tìm kiếm đối tác làm ăn lớn. Nhưng để thuyết phục được họ đồng ý hợp tác cùng, bạn sẽ phải tốn không ít công sức. Hãy kiên trì, đừng bỏ cuộc giữa chừng, kẻo phải hối tiếc. Nên nhớ, tháng này có nguyệt lệnh lâm tử ở thân, báo hiệu tình hình tài chính vẫn còn có phần bất ổn, có thể xảy ra biến động lớn. Trong đầu tư kinh doanh phải hết sức thận trọng, kẻo tổn hao số tiền lớn. Về phương diện tình cảm, gia đạo, các khí trong tháng mới cũng giúp vận trình tình cảm của Mậu Thân hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Gia đạo êm ấm, vợ chồng khó tránh lúc to tiếng qua lại, chủ yếu do mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái, nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng nên mọi chuyện được giải quyết khá nhanh. Các cặp đôi đang yêu tình cảm Enki càng mặn nồng, gắn bó khăng khiết, thời gian tới có thể tính chuyện trăm năm nếu cả hai đã sẵn sàng. Lục hợp đưa nhân duyên tới, giúp đào hoa của người độc thân tăng mạnh, nhân duyên khác giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Một số người còn có thể dây dưa với người yêu cũ, nếu không giữ vững lập trường,
thì tình cảm của tuổi Mậu Thân rất dễ bị lung lay. Về phương diện sức khỏe, phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân trong tháng 10 năm 2024 âm lịch nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo. Bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại, đề phòng tai nạn té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 10 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Mậu Thân, tháng 10 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuần của 12 con giáp, chỉ số hung vận lấn át các vận, báo hiệu người tuổi Thân Thân sẽ có một tuần bận rộn, vất vả, đồng thời nhắc nhở mệnh chủ, làm gì cũng thận trọng, lơ là khinh suất lập tức vướng vào rắc rối. Nhìn chung, tình hình công việc bình ổn, không có biến động lớn, có chăng chỉ là một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao, khiến tâm trạng bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuổi Mậu Thân vốn suy nghĩ lạc quan, lại tích cực hành động, không cho phép mình rảnh rỗi quá lâu, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, nên mọi sự muộn phiền sẽ qua đi rất nhanh. Hơn thế, trong tháng tuổi Mậu Thân được giải thần các tinh nâng đỡ, sức mạnh của giải thần rất lớn, giúp mệnh chủ hóa giải những điều hung hiểm, hóa hung thành cát. Nên nhớ, những khó khăn trước mắt chỉ mang tính tạm thời, ai kiên trì theo đuổi mục tiêu, ắt sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Tình hình tài chính trong tuần của bạn cũng không có nhiều biến động, sẽ xuất hiện nhiều việc bất ngờ phải dùng đến tiền. Tuy nhiên, bản mệnh đã có sự chuẩn bị từ trước, nên mọi thứ diễn ra trong tầm kiểm soát. Bản mệnh đã biết bài trí về phong thủy. Phong thủy văn phòng cho người tuổi Mậu Thân dễ phát tài. Lưu ý, sự xuất hiện của đại hao hung tinh có thể gây một số ảnh hưởng bất lợi về vấn đề tiền bạc. Có tiền nên giữ cẩn thận, đừng hớ hên lộ liễu, kẻo tiền mất tật mang. Chi tiêu cũng cần có kế hoạch, đừng mua sắm quá đà theo hứng, mà tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Mậu Thân bình ổn, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, cần để phòng người thứ ba xuất hiện, gây sóng gió thị phi. Người độc thân vận đào hoa dần khởi sắc vào cuối tuần, tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ, đừng ru rú trong nhà mà lỡ mất cơ hội tốt. Cẩm nang dưỡng vận: quý nhân Mão, Tuất, tiểu nhân Thân, Thìn. Màu sắc may mắn: hồng, đỏ. Con số phát tài: 68, 98, 22. Tử vi tuần 2, tuổi Mậu Thân, tháng 10 âm lịch năm 2024. So với tử vi tuần, vận trình tuần này của người tuổi Mậu Thân khởi sắc hơn đôi chút, nhưng nhìn chung hung cát đang xen, hung nhiều hơn cát, vẫn nên hành sự thận trọng, cẩn tắc vô ưu. Trong tuần, sức ảnh hưởng của thiên hình hung tinh lên phương diện sức khỏe là rất lớn, tuổi Mậu Thân cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lơ là, sao nhãng, kẻo ngã quỵ lúc nào không hay. Ra ngoài chú ý trước sau, tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, sẽ hạn chế điều xui xẻo xảy ra. Tình hình công việc tiến triển khá thuận lợi, tuy nhiên có điểm về sự thay đổi, dịch chuyển trong công việc, có thể là thay đổi chức vụ, vị trí hay đi công tác xa. Dù thế nào đi nữa, với những ai lạc quan, chủ động nắm bắt tình hình, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngược lại, nếu nghĩ tiêu cực, lười nhác, thành công sẽ không tới. Tài lộc trong tuần khá dượng, kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi, đơn hàng đến tấp nập, tất nhiên, kiếm được lợi nhuận càng cao. Bản mệnh phải đổ càng nhiều mồ hôi, công sức, làm ăn chân chính luôn vất vả như vậy đó, nhưng thường rất bền vững. Lưu ý, tiểu hao hung tinh ảnh hưởng xuyên suốt tuần, gây ra không ít rắc rối về tài chính. Nếu ai đó hỏi vay mượn tiền bạc, cần cân nhắc kỹ trước khi cho vay, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Về sức khỏe, ngoài sức khỏe bản thân, bản mệnh cũng nên quan tâm nhiều hơn tới thể trạng của mọi người trong nhà, nhất là người già. Cẩm nang dưỡng vận: quý nhân Mão, Tuất, tiểu nhân Ngọ, Thìn. Màu sắc may mắn: vàng, hồng. Con số phát tài: 68, 22, 09. Tử vi tuần 3, tuổi Mậu Thân, tháng 10 âm lịch năm 2024.
Tử vi tuần mới của người tuổi Mậu Thân có các có hung đang xen, có thách thức song hành cùng cơ hội. Tuổi Thân vốn lanh lợi nhưng lại rất hay bị cảm xúc chi phối, nhất là nữ mệnh, nên đi khi làm việc thiếu hiệu quả, không được lãnh đạo đánh giá cao. Nếu biết và khắc phục được nhược điểm này, không sớm thì muộn bản mệnh cũng sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuần này, vận quý nhân của tuổi Mậu Thân dần dượng, bản mệnh có thể tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người để biến ước mơ trở thành hiện thực. Một mình hành động tuy đơn giản, dễ dàng, nhưng hiệu quả không thể cao bằng cả tập thể. Một cái đầu suy nghĩ không thể bằng nhiều cái đầu hợp lại. Vì vậy, hãy tận dụng sức mạnh đoàn kết của tập thể một cách triệt để, bạn sẽ thành công hơn hiện tại. Người kinh doanh buôn bán có một tuần khá lý tưởng, tài vận sáng, thu chi cân đối. Bạn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn để dùng cho những tình huống cấp bách. Có thái âm trợ lực, nữ mệnh tuổi Thân mua may bán đắt. Đầu tuần cũng như cuối tuần, hàng bán rất chạy, đơn hàng đều đều, tiền thu về đầy túi. Sức ảnh hưởng của thất sát trong tuần khá lớn, nhắc nhở tuổi Mậu Thân đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối, tránh tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó, tiết trời thay đổi, dương quả quá dượng, các cả vợ chồng nên tiết chế đôi chút trong chuyện chăn gối, kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Cẩm nang dượng dận, quý nhân Hợi, Tỵ, tiểu nhân Mão, Ý. Màu sắc may mắn tím, trắng. Con số phát tài 68, 09, 25. Tử vi tuần 4, tuổi Mậu Thân, tháng 10 âm lịch năm 2024. Tuần này, bản mệnh được chính tài nâng đỡ, vận trình tài lộc tăng nhẹ. Một số hạng mục đầu tư ngoài luồng bắt đầu sinh lời, ngoài nguồn thu chính. Nghề tay trái giúp bạn trang trải cuộc sống hữu hiệu. Bản mệnh có thể tích lũy được khoản tiền kha khá để dự phòng cho tương lai. Tuy chính tài giúp đỡ về tiền bạc, nhưng lại khiến tính tình bản mệnh trở nên cố chấp, bướng bỉnh. Khi làm việc bạn nóng vội, nói năng không kiêng nể ai, khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu. Không ít người tỏ vẻ ngại ngần khi tiếp xúc với bạn. Điều này vô hình chung đã tạo ra rào cản, ngăn bạn tiến tới thành công. Tình hình kinh doanh, buôn bán trong tuần khả quan. Đây là thời điểm phù hợp để bạn khai trương cơ sở kinh doanh mới, mở rộng quy mô làm ăn. Có thể chọn người tuổi Sửu hoặc Tỵ để hợp tác, cả hai phía đều thu được lợi nhuận nhất định. Vận trình tình cảm duy trì ở mức hài hòa, không quá sóng gió. Nhưng đôi khi cuộc sống quá ư bình yên lại khiến con người ta cảm thấy buồn chán, tẻ nhạt. Bản mệnh có thể lập kế hoạch đưa vợ hoặc chồng, gia đình đi du lịch, vừa để thay đổi không khí, vừa gắn kết tình yêu thương. Sức khỏe của bạn không có gì đáng lo ngại, chỉ cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, sinh hoạt đều đặn và tập thể dục thường xuyên là ổn. Lưu ý, bản mệnh cần bổ sung đủ nước, cung cấp cho cơ thể hoạt động. Thiếu nước là nguyên nhân khiến hàng loạt hệ lụy xấu có thể xảy ra. Cẩm năng dượng dận, quý nhân Sửu, Tỵ, tiểu nhân Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn tím, hồng. Con số phát tài 56, 09, 22. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong xã hội Enki này, con người luôn có thói quen coi trọng tiền, đến mức quên mất rằng trên đời có rất nhiều thứ không thể đo lường được bằng tiền. Trước tiền bạc, mọi thứ dường như vô hình, ai cũng tranh giành một ít tiền và lợi nhuận. So đo bao nhiêu, con đường tiền bạc hẹp bấy nhiêu. Sự khôn ngoan lớn nhất của con người là trở nên tử tế. Vì vậy, người thông minh không bao giờ quan tâm đến sự được mất nhất thời. Suy cho cùng, việc so đo chỉ có thể thắng nhất thời, chứ không thể thắng được cả đời. 1. Chiều rộng của tấm lòng quyết định số phận. Những gì một người quan tâm và so đo thường có thể phản ánh trình độ của một người. Có một lý thuyết trong tâm lý học: bất kể bạn làm cái gì với người khác, người chân chính tiếp nhận cũng không phải là người khác mà là chính bạn. Tương tự như vậy, khi cho người khác những gì, khi trả tiền cho người khác, người nhận được lợi nhuận thực sự không phải là người khác mà là chính mình. Nói một cách đơn giản, bất cứ điều gì bạn muốn có được, trước tiên bạn phải để cho người khác có được. Trao cho mọi người sự tử tế, đồng thời trồng ruộng cánh đồng phúc. Chỉ bằng cách này, những gì bạn cho đi sẽ quay trở lại với bạn. 2. Càng so đo thì càng mất. Nhiều người tin rằng khôn ngoan là cách tốt nhất để tạo ra sự giàu có. Nhưng khi bạn quá tính toán để có được tiền,
chắc chắn bạn sẽ phải trả một khoản nào đó cho sự giàu có, và những gì bạn phải trả có thể vô cùng quý giá. Suy cho cùng, sự giàu có của nội tâm không liên quan gì đến số tiền, tất cả những gì nó cần chỉ là một trái tim đơn giản. Vì vậy, hãy bao dung và rộng lượng, đừng so đo quá nhiều, càng so đo, bạn sẽ càng nghèo nàn. Có một ông già kể một câu chuyện như sau. Một người đàn ông rất may mắn khi có được một viên ngọc trai to và đẹp, nhưng anh không hài lòng vì trên viên ngọc có một vết đốm nhỏ. Anh cho rằng nếu loại bỏ được vết đốm nhỏ này thì chắc chắn nó sẽ trở thành báu vật quý giá nhất trên đời. Vì vậy, anh đã gọt bỏ bề mặt của viên ngọc, nhưng vết đốm đó vẫn còn đó. Anh lại gọt hết lớp này đến lớp khác cho đến khi vết đốm đó biến mất và viên ngọc cũng không còn ở đó nữa. Được và mất luôn xảy ra cùng một lúc. Đây là trạng thái bình thường của cuộc sống. Không có ai luôn có được và không có ai luôn mất. Nhận được quá nhiều không nhất thiết là bạn giỏi. Nó có thể khiến bạn mất đi ý định ban đầu, hoặc tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Và khi không còn gì để mất thì còn gì để mất nữa. Làm người thắng ở sự rộng lượng và thua ở sự so đo. Bởi vì nếu bạn có trái tim nhỏ bé thì mọi việc nhỏ sẽ trở thành lớn. Nhưng nếu bạn có trái tim rộng lớn thì mọi việc lớn sẽ trở nên nhỏ bé. Thế giới này là công bằng, tất cả những nỗ lực sẽ không bị cô phụ. Làm người rộng lượng một chút, kết quả sẽ không bị thiệt thòi. 3. Không so đo là phước lành lớn nhất của một người. Trên mạng có một câu nói rất phổ biến: trái tim của chúng ta là một con đường. Nếu trái tim rộng mở, con đường sẽ rộng mở. Nếu trái tim vướng bận, con đường sẽ vướng bận. Lý do khiến con người không đủ hạnh phúc không phải là họ nhận được quá ít, mà là họ so đo quá nhiều. Suy cho cùng, không có sự bình yên, niềm vui và tình yêu nào cần thiết cho cuộc sống có thể có được bằng tính toán so đo. Vì vậy, thay vì luôn để bản thân chìm sâu trong rắc rối và vướng vào những so đo, tốt hơn hết, bạn nên mở rộng khuôn mẫu, thư giãn đầu óc và có tầm nhìn dài hạn. Nếu bạn không so đo, bạn có thể sống một cuộc sống tự do và hạnh phúc hơn. Trạng thái tốt nhất của cuộc sống nên có là không so đo. Nếu bạn không so đo, trái tim bạn sẽ trở nên cởi mở hơn và bạn sẽ có thể đi theo hướng của riêng mình tốt hơn. Nếu bạn luôn khiến tâm trạng của mình bị xáo trộn vì một số người hoặc sự việc và lãng phí quá nhiều thời gian, công sức và năng lượng vào nó, thì phía trước mà bạn có thể chạm tới sẽ không được quá xa. Chỉ bằng cách đối xử với mọi người bằng tấm lòng bao dung, chúng ta mới tích lũy được nhiều nghiệp tốt và gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Cái gọi là tâm rộng một thước, đường rộng một trượng cũng chính là đạo lý này. Vì vậy, đừng lo lắng về những người có ác ý với bạn. Đừng lo lắng về việc bạn làm việc chăm chỉ mà vẫn không đạt được điều gì. Đừng lo lắng về những người và những điều lặng lẽ trôi đi. Chỉ cần tận hưởng những gì mình đang có và tạo ra cuộc sống mà bạn mong muốn thì cuộc sống của bạn là đủ tốt rồi. Đại đạo trí sản, phiền tại nhân tâm, có một câu nói rất hay: cuộc đời như dòng sông dài chảy về biển cả. Điều quyết định kết quả không bao giờ là được hay mất của một chặng đường, hay mất đi của một khoảnh khắc, hay một địa điểm, mà là sự dồi dào của trăm sông hội tụ lại. Người có en khinh dạng phép tính, nhưng trời chỉ có một phép tính, so đo quá mức nhất định sẽ bị thiệt lớn. Khi gắn kết cuộc sống của mình với sự rộng lượng và công hiến, bạn sẽ thấy rằng những gì bạn được sẽ nhiều hơn những gì bạn mất. Vì vậy, đừng bao giờ coi thường một chút bao dung và lòng tốt. Những điều này cuối cùng sẽ trở thành con đường dưới chân bạn và dẫn bạn từng bước đến phía bên kia của thành công. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.